Xin chào mọi người, mình tên là Bùi Văn Tú. Hiện tại mình đang học lớp Hip Hop 35 của thầy Đức Hiệu. Thì mình nghĩ mình chắc là mình sẽ học lâu dài ở đây. Bởi vì không phải là chỉ vì là mình thích dạy Hip Hop, mà tại vì các bạn ở đây, các bạn ở trung tâm này rất là thân thiện, giúp đỡ nhau rất là tận tình. Và đặc biệt là thầy giáo của chúng ta, thầy Đức Hiệu, chỉ bảo rất là tận tâm cho những cái buổi học. Và mình thấy học ở đây rất là hiệu quả. Gotcha, you have to try that.